Có gạo với hộp dịch gì rồi bà không có tiền mua đồ ăn? Có đâu, nhờ cho cải đồ này kia ăn đó. Dạ. Chứ không có lấy gì ăn đâu. Dạ. Thôi con gửi cho bà thêm 200 ngàn ha. Vậy cảm ơn. Cái này là con gửi cho bà mua đồ ăn. Ừ. Nha. Đi đâu giờ mua đâu, đó đây đi đâu giờ mua. Dạ. 90 tuổi rồi. Dạ, bà 90 tuổi rồi. Ừ. Ồ, bà khỏe ghê á. Ừ. Hằng ngày bà còn có đi đồng đồ được không? Được. Làm gãy đồ á, làm cỏ á. Không có mà cỏ chứ đi đồng kiếm thuốc. Đi đồng kiếm thuốc ha. Kiếm thuốc nam á. Rồi con cầm vô cho. Chào buổi hồi, xin chào cô bác quý anh chị. Sẽ phát phần quà còn lại ở hai ấp còn lại trong xã Tân Bình, đó là ấp Tân Phú B và ấp Tân Hội. Thì mỗi phần như thế là có 10 kg gạo với lại 10 trứng hộp dịch. Và đợt này thì sẽ không phát dưa leo, lý do là chợ đã gỡ phong tỏa và có thể hoạt động lại được, nên nhu cầu của người dân thì cần gạo nhiều hơn là các lương thực còn lại. Và hôm nay thì đi chung với Bùi Hồ thì có thông tin với cô bác quý anh chị là cái phần hộp dịch này là hôm trước là mình lấy cái bàn duy 1.500 trứng, thì bàn duy cho hết 200 trứng và còn lại 1.500 trứng, là 1.700 trứng, cho hết 500 trứng rồi, còn lại 1.200, và hôm nay tiếp tục đi phát ở những nơi còn lại. Hôm nay là ngày thứ 7, mình sẽ phát lần hai ấp luôn. Vì mình đợt này mình không có phát dưa leo á anh Cấn, nên phát nó nhanh ha. Phát nhanh, phát gạo chợ đó. Dạ. Người ta nó có đầy đủ rồi. Dạ. Phát gạo cho ta để ăn lâu ngày ha. Dạ. Còn hai cái ấp này nữa là xong rồi đó. Rồi xong giáp xã Tân Bình luôn. Ấp Hạ, ấp Tân Phú A, ấp Tân Phú B và ấp Tân Hội. Đây là ấp Tân Phú B ha anh ha. Ở đây là có một cái anh đó, anh trưởng ấp, anh sẽ đón hướng dẫn mình. Đây, cắt chỗ xe. Đó. Dạ chú. Dạ được, không sao. Chú con chào chú. Quà cho mình nè, mùa dịch đó chú. Rồi. Dạ, hỗ trợ. Ok, ok. Dạ, hỗ trợ gạo cho chú để mà chú dùng. Rồi. Dạ. Rồi để không có kinh. Dạ, chú có mấy người đó? À, như vậy là có bà già không à. Ồ, dịch này có làm gì được không chú? Đâu có mặn gì con ơi, chó tối ngày chú ở nhà không à, đâu có mặn gì, chú đi làm từ thiện không à. Ồ. Chú làm phước không à, cho thuốc nam người ta đó con. Dạ. Đi làm phước kia cho thuốc nam, ngày trước đây cho thuốc nam. Rồi dịch này không có làm gì rồi tiền đâu sống? Thì giờ cũng người ta cho không vào trong con ơi, chứ chú cũng khổ, chứ đâu có tiền gì đâu. Dạ thôi, hôm nay con đến con với lại cái chú ở đây đến thăm gia đình mình, chúc chú sức khỏe nha, an toàn qua mùa dịch ha chú ha. Rồi rồi con. Dạ, thì chú con đi. Không có mình không đóng bàn từ thiện. Không ăn tương. Tương hả? Rồi rồi, vậy lần nữa cho khác. Dạ. Con ông có đi làm muốn à? Dạ, con gửi cho ông ha. Trứng ha. Dạ trứng. Rồi, chúc ông sức khỏe. Rồi cho đi ra. Gửi cho bà ha. Nói tiếp, đợt này thì phát nhanh hơn, đợt vừa rồi thì nó phát khoảng, mình phát khoảng 2 tiếng á. Đợt này phát chừng hơn tiếng là xong rồi. Ủa bà đang làm cỏ hả? Bỏ đó cho bà đi con ơi. Vậy con để đây ha. Ừ, cảm ơn nha con. Dạ, bà năm nay nhiêu tuổi rồi? À, 84 rồi con. Ủa 84 mà còn làm cỏ được luôn. Bà ở nhà với ai? Bà ở nhà với ai? Nhà hả? Ở nhà với nhỏ con dâu. Dạ, nhà bà có mấy người rồi anh? À, 5 người. 5 người. Dạ. Dạ, thôi hôm nay là các chú đồ ở xã, ở ấp đồ gửi ủng hộ bà ha. Ừ. Rồi, chúc bà có sức khỏe nha, an toàn dạ. Qua mùa dịch nha bà. Dạ, ừ. Dạ, con chào bà. Ở đồ Úc.
Rồi. Cảm ơn nha con. Dạ. Cảm ơn con à. Dạ dạ. Ồ. Cụ. Rồi gửi cụ hộp dịch với lại 10 ký gạo ha. Dạ dạ, cảm ơn cậu. Dạ, còn dạ. Gạo không cụ? Còn, còn ăn. Dạ, thôi. Thôi cảm ơn nhiều ha. Rồi chúc cụ sức khỏe ha. Dạ dạ. Thôi dạ, cảm dạ. Ơn ha. Dạ, dạ dạ dạ, cụ không có thấy đường. Đuôi không thấy đường. Dạ, có chân hộp dịch hả cụ? Dạ dạ, cảm ơn. Dạ dạ. Rồi có ăn rồi. Thôi cảm ơn nhiều dạ. Ha. Rồi gửi cho cô ha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi. Hôm nay thì được sự phối hợp của các anh trưởng ấp nên thành nữ là sẽ đến từng nhà hết rồi khó khăn. Dạ dạ. Ồ. Này hôm trước có chú đi với ủy ban xã có cho rau chú rồi nè. Chào chú. Dạ. Nhà chú hình như là có hai vợ chồng mà phải không? Có con gì không chú? Có mà đều nó ở bằng trên tôi ấy đến không ở đây. Dạ hôm nay tụi con đến gửi cho chú phần quà để mà chú ăn trong mùa dịch ha. Dạ. Dạ dạ. Có hai vợ chồng hả? Đưa bọc khác đi ra coi, bọc này nó bỏ lại. Có hai chồng rồi con chết cho rồi. Dạ. Thì sao bà? Có hai chồng rồi còn con đi mà người chưa về rồi chết hết hả? Đã chết hết rồi không cho gạo ăn hả? Con đi mà chưa về ha. Chưa về. Dạ nè nè tụi con gửi cho bà ha. À đi cám ơn. Rồi bây giờ con cái ở đâu? Giờ đi mặn chưa về sao về được? Mấy người? Trời ơi đếm cả chục luôn. Bị kẹt ở Sài Gòn nè. Ừ. Nặng không? Nặng không? Để xuống mà. Được rồi được rồi. Rồi chúc bà sức khỏe ha. Nó ngoài ngoài bắn nhóc quá trời. Không có gì mua đồ ăn, không có tiền mua đồ ăn luôn. Gì không có tiền luôn. Hai ông bà cho mơ là ăn. Nói vậy cho ăn cá không mà cái là quăng. Dạ. Vậy à cảm ơn chú cho vậy thì cũng mừng. Rồi dạ. Con cái nó không có làm được thích gì thằng hả? Thằng có làm được mà không có gì làm sao làm. Không có gửi tiền. Không, nó không có tiền. Nó rồi có mày với hộp, có gạo với hộp dịch gì rồi bà không có tiền mua đồ ăn. Có đâu, nhờ cho cái gì đồ này cái ăn đó. Dạ. Chứ không có lấy gì ăn đâu. Dạ, thôi con gửi cho bà hai thêm 200 ngàn ha. Vậy thì cảm ơn. Cái này là con gửi cho bà mua đồ ăn. Ừ. Nha. Đi đâu giờ mua đâu, đó đây đi đâu giờ mua. Dạ. Đâu có đi quên nó đi qua xong nhận qua tôi đậu qua xong tôi chung hàng gạo đưa đi đó. Rồi. Rồi mai mốt chợ mở cửa lại bà mua rau đồ về dự trữ ăn nha. Để cho muốn là tôi hai chồng già bớt ăn cũng được. Dạ. Chứ giờ đi hái đâu giờ? Dạ. Hai chồng già hái gì muốn bớt kìa. Dạ. Rồi. Rồi thôi bà con đi nha. À, dạ cảm ơn. Để ba kiếm gì lại. Cái này gỡ hộ trên. Dạ. Dùng sắm màu quá. Phần phải không? Phần dùng thuốc màu quá. Rồi. Chúc bà sức khỏe ha. Ừ. Cái bệnh mới đi trạm y tế tháng hôm qua lạnh thuốc uống mà cũng chưa được hết. Dạ. Bà năm nay nhiêu rồi? 70 rồi. 70 rồi. Ở đây cái hộ này những cái ấp này thì ít người dân hơn là ấp Tân Phú A. Nông dân ở đây làm rẫy thì rau củ cũng không thiếu ha anh Cấn. Con đường này mát ghê luôn á. Ở quê thì cho dù có khó khăn thì dịch bệnh có khó khăn thì người ta vẫn có thể có gạo và có rau củ ăn được, chỉ sợ là Sài Gòn thôi. Sài Gòn là những cái khu nhà trọ là có thể là đói thiệt luôn á. Ơi, cầm nổi không? Bà cầm nổi không? Nổi, lực lắm. 90 tuổi rồi. Dạ, bà 90 tuổi rồi. Ừ. Ồ, bà khỏe ghê á. Ừ. Hằng ngày bà còn có đi đồng đồ được không? Được. Làm gãy đồ á, làm cỏ á. Không có mà cỏ chứ đi đồng kiếm thuốc. Đi đồng kiếm thuốc ha. Kiếm thuốc nam á. Thôi con cầm vô cho. Con cầm vô cho. 10 cái dạo mà bà ghê nổi đi vô nhà bà. Đi vô nhà đi. Đó, dân cho 500 ngàn cho sữa nữa. Dạ. Bà ở nhà với lại mấy người cháu hả? Ừ. À, nãy giờ thì đi vòng vòng thì vẫn còn lại 4 phần nữa là xong kết thúc cái ấp của Tân Phú B cô bác quý anh chị. Nhà chú này đi trước để chỉ nhà nè.
Nghe chị hả? Coi cái này hả? Tổng chi phí phát quà ủng hộ cho ấp Thành Phố B, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp là 1 là 500kg gạo, 11.300 đồng một ký là 5.650.000 đồng. 2 là 500 trứng vịt, mỗi trứng vịt là 2.000 đồng. Tổng chi phí 500 trứng là 1 triệu đồng, tổng số tiền là 6.650.000 đồng. Thì Bùi Hồ xin trích quỹ ủng hộ của các mạnh thường quân. Thứ nhất là các chú ở đảo Victoria, Canada là 2 triệu đồng. Trích quỹ của chị giấu tên ở Canada 1 triệu đồng. 3 là của em bé Tư ở Đồng Tháp 1 triệu đồng. 4 là trích quỹ của anh Trung, Việt Kiều Mỹ 700.000 đồng. 5 là trích quỹ của chú Chính là Việt Kiều Mỹ 1 triệu đồng. 6 là Bùi Hồ là 950.000 đồng. Thì tổng cái chi phí là 6.650.000 đồng. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý chị là mạnh thường quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân và chúc quý mạnh thường quân luôn có một cái sức khỏe an lạc và dồi dào. Cảm ơn đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo phát quà cho ấp Tân Hội, xã Tân Bình, huyện Tân Bình của tỉnh Đồng Tháp.